Truyện cổ tích Việt Nam. Xương cá thần kỳ. Ngày xưa, tại một vương quốc nằm trên vùng đất phía Tây, có một quốc vương tên là Robin. Ông ấy cai trị vương quốc của mình bằng một nắm đấm sắt. Không hẳn vậy. Với lòng dũng cảm và sức mạnh, thậm chí không phải vậy. Quốc vương Robin bản chất yếu đuối và ngốc nghếch. Đó là những điểm đáng tiếc đối với một người cai trị. Giờ thì nhớ rõ, đừng nhượng bộ trước yêu cầu của họ. Ta biết, lần trước quốc vương Lauren đã yêu cầu một nửa số quân của ta. Nhưng khi ta yêu cầu một chuyện, ngài ấy lại không giúp ngài. Quốc vương, họ đang lợi dụng ngài thôi, lừa ngài thôi. Ngài phải nghiêm khắc nói. Không. Tại sao? Vì vương hậu của ta nói ngài chỉ cần muốn giúp thôi. Tôi thực sự cần một số vàng vì người dân của tôi. Nhưng ta và tôi cần thêm quân. Vương quốc của tôi được xây dựng gần bờ biển. Những người cuối cùng đã bị cuốn trôi. Bị cuốn trôi? Thật đáng buồn. Tôi biết. Thì ta đoán ta có thể chia một ít vàng và một số quân của ta. Cảm ơn ngài. Vị quốc vương khờ khạo đã cho đi nhiều hơn nhận lại. Cứ như vậy, vương quốc của ông ấy dần rơi vào cảnh nghèo đói, khiến vương hậu mất tinh thần. Chúng ta sẽ sụp đổ mất. Quốc vương và vương hậu có 4 người con xinh xắn: Lina, Robert, Devin và Alicia. Mẹ ơi, đôi giày làm con đau quá. Con cần đôi giày lớn hơn. Áo khoác của con cũng hơi nhỏ. Em nhìn còn đỡ hơn anh nhiều đó. Nhìn quần của anh nè. Cha của con vừa tặng vàng cho một quốc vương khác, và số vàng còn lại phải được sử dụng cho thần dân của chúng ta. Nhưng còn chuyện? Ôi trời, không sao đâu mẹ, chúng con sẽ ổn thôi. Cảm ơn Alicia. Tốt hơn là mẹ nên tham dự cuộc họp tiếp theo của cha các con. Nếu không, ông ấy sẽ cho đi toàn bộ vương quốc của chúng ta. Nhưng vương hậu lâm bệnh nặng, và không có sự hỗ trợ của bà, quốc vương không thể giữ vững lập trường của mình. Đây là bà tiên Grand Marina. Bà ấy đến từ Hiệp hội Tiên nữ Hoàng gia, và đã đến để xem rắc rối là gì. Sao mà một vương quốc lại được cai trị một cách khủng khiếp như vậy? Bà ấy đi xung quanh kiểm tra vương quốc. Không có hạnh phúc, sức khỏe yếu. Chuyện này nghiêm trọng hơn ta nghĩ. Bà đi tìm quốc vương, nhưng không hài lòng với những gì mình nhìn thấy. Chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Không ngạc nhiên khi vương quốc này đang sụp đổ. Mình có nên giúp anh ta không? Nhưng có ích gì nếu anh ta không thể giữ vững lập trường của mình? Robert, đó không phải là cách hành xử của một vương tử đâu. Đó có phải là con của quốc vương không? Nhưng Elisa, Lena nói em ấy sẽ làm chuyện đó cho em. Đó là chuyện của em, tự giải quyết nó đi, đừng đổ nó cho người khác. Nhưng... chịu trách nhiệm về hành động của mình. Nếu em thực sự cần sự giúp đỡ, khi đó mới nhờ người giúp. Được rồi. Trời, cô bé đó có vẻ như là một người có trách nhiệm. Có lẽ ta sẽ thử giúp thông qua cô bé. Cuộc gặp đó trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Thưa bệ hạ. Bà là... Ta là Grand Marina, từ Hiệp hội Tiên nữ Hoàng gia. Tiên nữ? Bà đến đây để giúp ta? Ôi, thật là tuyệt vời. Chờ chút. À, ta cần vàng vì kho bạc của ta gần như trống rỗng rồi. Sao? Và người dân cần thêm nhiều thức ăn và nước uống. Và đây là... thật láo xược. Láo xược. Ta không đến đây để khắc phục mớ hỗn độn của ngài. Tuy nhiên, ta sẽ giúp ngài.
Ta có một nhiệm vụ dành cho ngài. Một nhiệm vụ? Ta sẽ ban tặng cho ngài một cái xương cá thần kỳ. Nó sẽ cho ngài bất cứ thứ gì ngài muốn. Chỉ một điều ước. Ngoài ra, cái xương cá thần kỳ này là dành cho con gái của ngài, Alicia. Nhưng... Không có nhưng. Nhớ nói với Alicia, nếu không vương quốc của ngài sẽ bị diệt vong. Đi đi. Và sau đó, quốc vương phóng đi, vừa sợ hãi, vừa ngấn lệ. Ta nghĩ bà tiên lẽ ra phải rất tử tế. Ăn sắp xong rồi. Có một cái xương cá. Xương cá? Chắc là thích hương vị đặc biệt đó lắm. Có mèo đâu rồi? Không, chờ chút Alicia. Quốc vương thuật lại tất cả những gì Ramarina đã nói với mình cho Alicia. Một xương cá thần kỳ. Được rồi, con sẽ để nó trong phòng của mình. Và đó là nơi cô ấy giữ nó, dưới một cái lồng thủy tinh. Cô đến và nói chuyện với búp bê của mình, Roget, người mà Alicia thực sự rất thích. Nhìn đi Roget, một bà tiên đã cho ta một cái xương cá điều ước. Ta sẽ không sử dụng nó đến khi thời điểm thích hợp. Quốc vương rất phấn khích, nghĩ là mọi lo lắng của họ đã qua đi. Nhưng nhiều ngày trôi qua. Alicia, con đang làm gì vậy? Con đang may váy cho Lina. Quần áo của chúng con không vừa nữa. Nhưng con có thể sử dụng xương cá, ước cho một cái đẹp hơn. Con có thể, nhưng con không làm vậy. Đó, xong rồi. Người lớn nghĩ những việc chúng ta làm không có lý do, nhưng điều đó không đúng, phải không, đùa chết? Không có vấn đề gì khó khăn mà Alicia gặp phải. Cô ấy sẽ luôn tìm cách để đối phó với nó. Trong khi cô ấy xử lý hết mức có thể bằng khả năng của mình, cô ấy sẽ chỉ yêu cầu sự giúp đỡ nếu thực sự cần thiết. Nhưng cô ấy sẽ đảm bảo là mình không bị lừa. Thôi mà, bởi bất cứ ai. Alicia, bà già đó thiệt là khó khăn quá. Hả? Giúp chị đi đi Phiên. Ồn màu gì vậy? Thôi mà, tham gia nhảy cùng chú tôi đi. Điệu nhảy của các đầu bếp. Alicia mặc dù nghiêm khắc và cứng rắn, nhưng có một cách đặc biệt khiến mọi người thích cô ấy. Tuy nhiên quốc vương không hài lòng. Alicia, không phải con. Nhưng bộ quần áo này để làm gì? Đó là bản cá nhân sao? Quần áo của chúng con, chúng không còn vừa nữa nhưng vẫn còn tốt và có thể sử dụng được cho các gia đình nghèo khác. Cái xương cá và băng cá nhân dành cho người bị thương. Nhưng xương cá, Alicia, con không thể ước cho vương quốc được giàu có và nhiều sức khỏe thay vì làm quá nhiều việc. Như vậy sao? Nhưng nếu con có thể tự làm thì tại sao lại phải lãng phí một điều ước? Mọi hành động của Alicia đều được Ramarina quan sát. Tối hôm đó, Alicia ngồi bên người mẹ bệnh nặng của mình và kể cho bà nghe mọi chuyện. Ta rất tự hào về con, Alicia. Tiếp tục công việc của con một cách có trách nhiệm. Khi đến thời điểm thích hợp, sử dụng xương cá thần kỳ một cách khôn ngoan. Giữa lúc này quốc vương dường như đang gặp rắc rối. Làm ơn, ta không có gì để nuôi sống người dân của mình và... tôi cũng không có nhiều thứ để cho đâu. Hiện tôi đang bị thiếu tiền. Tôi cũng vậy. Mấy tháng nay chỗ của tôi gặp phải thời tiết khắc nghiệt. Quốc vương chết lặng. Nhưng tôi cần chỗ cho việc huấn luyện quân đội của mình. Cho tôi mượn đất của ngài được không? Ta phải làm gì đây? Cha, chuyện gì vậy? Ôi Alicia. Quốc vương nói với Alicia tình cảnh đáng buồn mà tất cả họ đều gặp phải. Thưa cha, chúng ta vẫn còn một ít hạt giống trong kho. Cha có một người bạn ở phía nam có thể cho cha mượn nhiều hơn. Nhưng chúng ta cần đất. Chúng ta có nhiều đất mà. Vậy... Ôi cha ơi, chúng ta sẽ sử dụng nó. Alicia chỉ về phía một vùng đất cằn cỗi cũ kỹ. Quốc vương bị sốc. Chúng ta không thể mua phân bón, nhưng chúng ta có thể sử dụng chất thải của vương quốc để bón cho đất. Nhân lực sẽ là người của chúng ta.
chúng ta có nguồn lực để thay đổi số phận của mình trở nên tốt hơn. Ta không chắc lắm. Tin con đi cha. Vậy là với lời khuyên của Alicia, Quốc Dương đã làm tất cả những gì cô bé yêu cầu. Ông ấy lấy hạt giống và tất cả những ai có thể giúp đều chăm chỉ làm việc trên mảnh đất. Ôi, sao? Họ đã gieo hạt, và sau khi chăm sóc và lập kế hoạch, công sức của họ bắt đầu được đền đáp. Nhìn kìa, năm nay chúng ta sẽ có một vụ mùa tuyệt vời. Dù một vấn đề mới đã xuất hiện. Cào cào, chúng kéo bầy kéo lũ bay vào vương quốc. Vũ mùa, công sức của chúng ta sẽ bị hủy hoại. Giờ chúng ta không thể làm gì khác. Có đó, Alicia đi vào trong. Tôi đã làm tất cả những gì có thể để cải thiện tình hình. Giờ thì tôi cần giúp đỡ. Làm ơn, tôi cầu mong mùa màng của chúng tôi được hoàn toàn bảo vệ một cách an toàn. Elisa, Elisa, nhìn kìa. Khi Alicia quan sát, một bong bóng phép màu khổng lồ tự hình thành xung quanh vùng đất bảo vệ nó. Ồ, chúng ta đã được cứu. Chúng ta đã ăn mừng gì vậy? Mẹ ơi, thầy thuốc nói giờ thì mẹ được phép đi lại một chút rồi. Mẹ thấy đỡ hơn rồi. Vương hậu, nhìn xem Alicia thân yêu của chúng ta đã làm được những gì. Ngày trôi qua, mùa màng phát triển rất tươi tốt. Vương quốc đã gặt hái được một vụ mùa tuyệt vời nhất. Chúng ta có nhiều hơn những thứ chúng ta mong đợi rồi. Ai đây? Các vị quốc vương lân cận bước ra với vẻ khó chịu. Robin, giúp chúng tôi, bạn tốt. Mùa màng của chúng tôi đã bị phá hủy, và chúng tôi nghe nói ngài đã thu hoạch được sản lượng bội thu. Phải, đúng là vậy. Vậy thì ngài không phiền khi cho chúng tôi một ít phải không? Tất nhiên chúng tôi sẽ không phiền nếu các ngài cho chúng tôi một cái gì đó để đáp lại. Hai vị quốc vương giật mình khi nghe Alicia nói. Xin lỗi, nhưng ta đang nói chuyện với cha của cô, quốc vương Robin. Hả? Ngài ấy đâu rồi? Quốc vương Robin tin tưởng tôi về vấn đề này. Vì vậy, nếu chúng tôi cho các ngài một phần của chúng tôi, các ngài cũng phải cho chúng tôi lại. Và vì vậy, vương quốc đã lấy lại sức khỏe, sự giàu có và hạnh phúc của họ. Mình có cái quần vừa vặn rồi. Vương quốc của chúng ta đã sẵn sàng cho mùa đông. Alicia chứng kiến những người xung quanh cô ngày càng mạnh mẽ và hạnh phúc hơn. Cái xương cá đã biến mất, và bây giờ cô ấy nhìn vương quốc của mình với vẻ mãn nguyện. Mình vẫn chưa nói lời cảm ơn với bà tiên. Không có gì. Bà là Gran Marina từ Hiệp hội Tiên nữ Hoàng gia. Ta cảm thấy khá thoải mái để đi khi biết là vương quốc đang nằm trong tay đúng người rồi. Ý bà là con sao? Phải, Alicia thân yêu. Ta sẽ tặng con một chiếc nhẫn thần kỳ. Nếu cần, chỉ cần gọi ta và ta sẽ xuất hiện. Cảm ơn bà, nhưng con nghĩ con có thể giải quyết mọi việc. Ta chắc chắn con có thể làm được. Công chúa Alicia đã cho chúng ta thấy là chúng ta không thể luôn phụ thuộc quá nhiều vào người khác, cũng như không thể để cho người khác lừa mình quá nhiều. Tốt hơn hết là tự mình trở nên đáng tin cậy, thông minh và cứng rắn, đồng thời cũng tốt bụng và lương thiện. Đây là những điều bắt buộc để có được thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.